Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Anh em mình hôm nay đi khích cá mọi người ạ. Vẫn chạy con máy 2 phép đánh bộ thần thánh nha. Bình 30A đi được 8.8 tiếng. Đây là đánh móc công suất. Anh em mình không bán kích mọi người nhá. Đánh trải nghiệm máy bắt ít cá rô phi cho cô cho mọi người xem video. Đấy, đi bắt cá này nó được được cá mấy đâu. Bắt. Đấy, được con rô phi hai màn. Ấy, rô phi cộ ấy. Bắt vào cho các cô trong xóm. Các cô hay xin anh em mình nhé. Ui, ui nhiều sô phi thế nhỉ. Ui sô phi to anh ơi. Ngon. Ui sô tạ này. Bắt sô tạ chưa? Ừ. Sô phi đâu rồi? Sô phi chắc nằm rồi. Tiếc tiếc của sô tạ trước các mọi người. Sô tạ ngon. Ui giời. Ui giời. Rồi bé nó nhào đi. Ui trời. Chết xì mọi người. Chứ một xóm ơi. Ui. Hai phép mà hút sô phi kinh. Phép nhỉ. Ui con. À con đồng bé. Không phải. Có phải con đúng không? Họ nó chạy tận đây không? Nước đang trôi vào đây mà. Anh gì ký bắt ít sophie cho cô nhé. Nước này bình thường phải có cá chép. Bình thường nước này bình thường phải có cá chép đi đấy. Nó mới cạn thôi mọi người ạ. Bắt sophie không kém dòng 8 phép thôi. Dòng 8 phép mọi người. Nhiều anh em hỏi rồi, anh em mình có ăn kích không? Anh em mình cũng không. Có hỏi biết chỗ nào mua không? Mình không. Anh em mình cũng không giới thiệu luôn mọi người. Không giới thiệu. Cái này là anh em mình tự chế là tự đánh thôi. Cái hàng này nó không ấy gì cả nên không khuyến khích mọi người làm theo. Đây là chuẩn hay là tâm sự anh em mình như thế. Đấy, ui có gì? Dập bài, dập bài. Tôi có dã man. Có còn thì được vớ anh ta. Đây là khi nó có. Nó vừa nước nó chết ở đây. Đấy, đồ phi. Bắt đồ phi là đào luôn mọi người. Đồ phi là đào khó đánh nhất đấy. Đồ phi đồng gọi là khó đánh nhất rồi. Ý. Bắt phải cho cô trong xóm ăn. Đấy mùi cống. Mùi cống rồi. Úi bắt con Sophie to. Cố rồi bạn. Úi đó ngon luôn mọi người. Úi úi giời hai con nó nhau lên kìa. Bắt con này trước còn kia tôm màu. Ừ. Con nào mà bụng bụng vằn vằn đỏ đỏ đây là con rô phi lai mọi người nhá, ăn sẽ bị hăng hăng thịt. Và đây cứ phải cắt, cứ phải to mới bắt được mọi người. To bắt thôi. Ui rô phi này. Như ao. Chết. Đây. Đấy. To dám ăn luôn. Anh vén vén cái miệng này cho bẻ bẻ ra cho. Không nó xách một chốc này nó lại bị đây này. Đấy. Yeah. Xách một chốc nó lại. Ui ui ao, đúng ao thật mọi người. Ui lóa mọi người nhìn thấy không? Nhiều dã man luôn. Trời chưa chưa lắng. Ui giời Sophie này. Bắt hết đấy. Nhiều. Này chắc đầy ba đấy. Thôi con này cũng bỏ. Ui. Ôi chép. Trời, chép. Ui chép lên này mọi người ơi. Ngon chép chưa mọi người. Chép bé. Con này về thịt được rồi. Con chép lên này. Ui Sophie nhiều phết. Con này hơi kìa, nó to đây đâu. Nằm ở đây. Con này chắc tạo hơi nắng, tạo lóa quá. Ấy, số bé. Ui, số phi kìa, ui à. Bắt con số phi chưa anh ạ? Số phi to. Đỏ đầu, đỏ đầu, đỏ đuôi, ăn hóa. Ấy, một đáy rồi. Giết, ui ngon. Đúng có thể loại luôn mọi người. Vớt mái tay luôn đi. Lại, con số phi. Con này nhảy Sophie tên. Ui Sophie to. Nghĩa là cũng có con, nói chung là 10 con thì bắt là trung bình được 7-8 con mọi người. Chứ nói bắt được 10 con thì nó hơi láo. Với cả máy 8 phép hay máy 30 phép cũng thế rồi mọi người. 10 chỉ bắt được tầm 8 là cao thôi. Nhưng mà máy 2 phép này là mọi người có công nhận là thật thánh không? Sophie là bắt đây này là ok mọi người. Okay. Anh em mình nhiều hôm đi cả ngày dùng con máy 2 phép này cho nó đã tốn pin mọi người. 8 phép nó hút điện kinh lắm. Vác cái bình to to đi thì không chịu được. Úi, cũng cá ao thật nhiều. Nhiều như trong ao luôn mọi người. Úi, được dầm trời cái sướng thế. Quá giờ thế mọi người. Dầm trời cái sướng thật, không thấy lên con sọt rồi nhỉ. Ui được cơn dâm sướng thế mọi người. Anh em đi chưa lắng rồi.
cá đã chạy trốn từ trưa. Đây chỗ khu anh đánh tĩnh kiểu gì cũng lên cá to. Ấy ui sập cỗ. Đâu cũng vừa vừa ấy. Không, con này vừa vừa không to lắm. Nhưng mà mương đồng như này là to lắm rồi mọi người. Nhìn to con, đấy. Ê mọi người nhìn con cá sấu nó mượt như này mà. Sướng chưa? Úi. Quá ngon luôn mọi người. Những chỗ như này anh em mình nhìn phát biết sọc là có loại sò bé này. Biết là có cá kiểu cá sò hay cá lóc rồi mình đoán được. Kiểu gì cũng có thêm một con nữa mọi người. Có kinh nghiệm. Một mưa thấp đây trong khu này hoặc ra cái chỗ đầu thoáng kia. Đoán là có. Một mương là kiểu gì cũng có một con là phải có một cặp. Đấy, sống tiếp cặp này. Tình chục cho đôi. Đấy, được quá một tí lại nắng rồi. Đấy. Nãy anh em mình đã cho các cô một tăng rô phi, các cô đi đường cô xin đấy. Gặp ai thì cho đấy mọi người. Ai cho đấy. Cứ ai ăn thì phải cho thôi. Mình không phải phụ thuộc kiểu cái xóm hay gì. Này nó họ hàng hay thân quen gì mọi người. Cứ ai xin anh em mình cho. Anh em mình đi rất nhiều mà chúng ta quen và cái gì thì các cô ở nhà cũng có. Ui giời. Nhiều nhỉ. Đấy lại có phi đó đầu đó đuôi. Nặng bao rồi mọi người. Nặng bao rồi đấy. Nó bị trễ quay bao. Ui giời. Đấy, ui mấy con liền đây. Bắt hết, nhiều bắt hết. Ui nhiều luôn. Ui giời. Đây đó hết mặt rồi. Ui, nhiều lắm rồi mọi người. Này, này đi về cho nó khô. Chưa thấy lên em sổ nữa nhỉ. Hai sống trong gầm đấy. Kiểu gì nó rộng có này. Một mương thấp nhất là mới có một cặp. Đây là mong sao lên được mọi người để mua mình. Ô anh em mình nó chết thì chết đấy. Đây là theo suy đoán của mình thôi mọi người. Suy đoán mọi người cũng chưa hỏi chấn hoàn toàn mọi người. Ví dụ có đàn con ấy. Có nếu mà đàn thầu dầu có đàn con rồi ấy thì chắc chắn mương ấy sẽ phải có ai có cái đánh nó lên hay không thôi mọi người. Nào mà có đàn thầu dầu mà có mà bố mẹ hơi bé thì anh mình sẽ thả rồi. Thả, anh mình được thả. Không bắt được một. Tôi con này bé. Sò bé đầy nhỉ? Sò bé vẫn đầy. Sập đấy. Sập. Sao này vậy? Bình tĩnh em đi qua lại. Đỏ đuôi. Đấy, em không ngon đuôi mà vậy. Ý, rô tạ đồng ngon chưa mọi người to. Ui giời. Nó nắm này còn rô độc mũm chứ. Ui con chuột chết. Chuột ra cô mình là đang đi bá mọi người. Bá nhiều chết đi. Anh em bắt rô phi một ngày như này chắc phải được tạ. Nếu mà đi thì kỹ. Úi giời. Đó đuôi, không bắt. Cái con đấy đó bụng. Đó bụng, nhờ, cái đó đuôi. Đây, con này to bắt được. To còn có thịt. Nhưng chắc cắm bùn rồi. Nhìn kiểu nháy, hít nhìn đánh vút đầu. Rô phi nháy thế là thế mất lắm mọi người. Láng một láng hai là cắm bùn luôn. Đây, còn đây. Con đó bụng vừa đây. Ý, bò này bắt. Ý. Là rất ra nhiều loại mà đó bụng ấy nhỉ. Ngai tạc nhỉ. Đấy, ăn không ngon thì không ấy, sủi bé. Dám nói to nó phét rồi mọi người. Cứ mương ở dưới còn sổ nữa đâu. Cái đâu trong đây có. Anh đánh cá trong khe mà bạn. Thì chúng khe một cá hay vào hết đấy. Đấy.
to, tôi to biết ngay không? Đó, âu, các cô phải là bữa chăn tre rồi. Đấy, đúng không? Đây, bẫy chuột đây. Bẫy chuột. Trong này mát rồi, nó sụp rồi. Tôi chắc là nó vãi cá trong đây rồi. Nó gì vào me me bên rìa thôi. Cái đứa thả trong này, cái tô mà. Tô mát. Đấy, đồ phi đầy, chứ nó lên con sụp to to đi. Chỗ này dễ đánh, anh đi nhanh một chút. Ê, ui, ao. Đúng ao thật rồi. Liền như ao. Cứ như ứng quấn đạn luôn anh nhỉ. Nằm nằm một ổ luôn. Ở dưới này vẫn còn nè. Có tình chủ thế đâu mọi người. Thôi anh em mình xin dừng clip đây thôi. Đó cá là mọi người xem nhé. Anh Trường bắt con nào mắt nhìn nó đây nó. Rồi anh em đánh một con mương này mọi người. Ui giời. Cá này. Nhiều chưa? Dã man vậy. Sộp có, rô phi, rô ta có, đầy đủ hết tầng con to. Chép có mọi người. Quay mọi người xem qua cái clip này anh em mình xin kết thúc ở đây mọi người nhá. Hẹn mọi người những clip tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người ạ.